nó sẽ tương đương với bà con nuôi 4 đến 5 con bò cái. Xin kính chào quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Vùng Chuyên Gia. Hiện nay là một giống vật nuôi mà đã mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao và đang được bà con săn lùng nhiều nhất để chăn nuôi, đó chính là con trồn mốc. Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi của chị Ngân có địa chỉ tại Đồng Nai để cùng chị Ngân kết nối đến bà con chia sẻ về cái mô hình chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này. Em chào chị. Vâng, em chào chị. Chị Ngân có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho bà con được biết không ạ? Vâng, tôi xin giới thiệu với quý bà con. Tôi là Ngân, là chủ trang trại động vật nuôi hoang dã tại Trảng Bom, Đồng Nai. Dạ, chị Ngân có thể cho em cũng như bà con được biết là cho đến thời điểm hiện tại thì vì sao chị lại lựa chọn chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này? Vâng, đối với cái loài động vật hoang dã này thì trước đây thì tôi cũng đi làm công ty, còn chồng tôi thì ở nhà chăn nuôi. Dạ. Vâng, thì một cái thời gian chăn nuôi của chồng tôi cũng được hơn chục năm, thì tôi cũng quyết định là nghỉ công ty để về cùng chồng, phụ giúp chồng chăn nuôi. Để đi đến cái quyết định là mình sẽ từ bỏ hết các công việc khác để cùng vợ chồng cùng nhau chăn nuôi cái giống vật nuôi này thì chắc hẳn là cái hiệu quả kinh tế mà nó mang lại rất là cao đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vậy thì chị Ngân có thể cho em cũng như bà con được biết đôi chút về cái hiệu quả kinh tế mà cái giống vật nuôi này nó mang lại không ạ? Đối với cái hiệu quả kinh tế của cặp trồn mốc sinh sản này, nó sẽ tương đương với bà con nuôi 4 đến 5 con bò cái. Về cái hiệu quả kinh tế mà nó mang lại so với những cái dòng động vật thông thường, điển hình như con bò chị Ngân vừa chia sẻ, thì em thấy là nó cũng rất là cao. Để chăn nuôi thành công cái con trồn mốc sinh sản này thì mình cần phụ thuộc vào những cái yếu tố cũng như kỹ thuật như thế nào ạ? Vâng, tôi cũng xin chia sẻ với bà con là đối với nuôi cái loài động vật hoang dã này thì cần có 4 cái yếu tố kỹ thuật cơ bản nhất để đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Thứ nhất là cách làm chuồng trại, và thứ hai là cách lựa chọn con giống, và thứ ba là cách ghép đôi phổi giống, và thứ tư là nuôi sinh sản và thương phẩm. Dạ. Vậy thì cái khâu mà làm chuồng trại thì cái giống vật nuôi này nó là một giống vật nuôi gọi là phục vụ phân khúc cao cấp, thì mình cái về cái chuồng trại của nó thì nó có yêu cầu về kỹ thuật như thế nào ạ? Nói về phần chuồng trại thì bà con có thể tận dụng được những cái chuồng gà, chuồng lợn hoặc những cái chuồng heo mà trước đây bà con đã từng làm. Nếu như bà con xây mới thì bà con phải đảm bảo được cái nhiệt độ ở trong chuồng là từ 15 đến 35 độ C trở xuống, và tránh được cái ánh nắng trực tiếp hoặc là mưa gió tạt vào. Chứ không cần phải xây cầu kỳ đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Vào những cái ngày nắng nóng thì bà con phải đề phòng trước, phải chuẩn bị sẵn quạt hoặc dàn phun sương để kia nhiệt độ trong chuồng khi nào cũng phải thoáng mát để cho con chuồng này nó có thể phát triển tốt đúng không ạ? Dạ vâng. Như chị Ngân vừa chia sẻ về cái phần trại rồi, vậy thì về những cái ô chuồng nuôi của con chuồng này thì mình làm theo những cái ô chuồng như thế nào thì sẽ phù hợp ạ? Còn về cái cách làm chuồng thì tùy vào từng địa phương của bà con. Bà con có thể là đóng bằng ván hoặc làm bằng gạch hoặc làm bằng khung sắt như là trang trại chúng tôi đang chăn nuôi ở đây. Và để chi tiết nhất về những cái ô chuồng như bên trang trại chị Ngân đang áp dụng thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho chị Ngân theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại chị để tham quan. Và khi mà bà con đến tham quan thì bên trang trại chị Ngân sẽ hỗ trợ bà con và hướng dẫn một cách chi tiết nhất để bà con có thể làm ra những cái ô chuồng chăn nuôi con chuồng mốc này hiệu quả. Và như về cái con chuồng mốc lớn này thì chị Ngân có chia sẻ là một trong những cái yếu tố hàng đầu để chăn nuôi thành công đó là cái khâu lựa chọn con giống. Vậy thì như bản thân chị thì đã chăn nuôi rất là nhiều năm rồi, thì những con giống như thế nào là những con giống đạt chuẩn và sẽ sinh sản tốt ạ? Đối với cái con tròn con giống thì bà con sẽ chọn những con giống nó nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mắt sáng, lông mượt. Đối với con đực thì bồi vần sinh dục của nó phải đồng đều. Đối với con cái thì hai hàng vú của nó phải đều và không bị dị tật. Dạ. Khi bà con mà chưa có nhiều kinh nghiệm mà đi lựa chọn con giống thì những cái như chị Ngân vừa chia sẻ đã là những cái yếu tố để quyết định
là những cái con giống tốt để mình sinh sản tốt chưa ạ? À, với như những cái kỹ thuật mà tôi vừa chia sẻ đấy là cái bề ngoài. Còn đối với trang trại chúng tôi khi lựa ra một con giống thì rất qua nhiều cái khâu để sàng lọc con giống. Dạ, có nghĩa là như chị Ngân vừa chia sẻ là những cái con giống mà mắt sáng, lông mượt, nhanh nhẹn, mồm miệng sạch thì đấy chỉ là những cái biểu hiện bên ngoài mà bà con có thể dễ dàng nhận ra thôi, đúng không ạ? Vâng. Và như bên trang trại chị Ngân thì để lựa chọn ra một con giống tốt là bên trang trại chị đã có những khâu sàng lọc rất là kỹ càng trong suốt quá trình chăn nuôi đến khi có được con giống cung cấp cho bà con rồi ạ. Và trong khâu sinh sản thì như con cày với mốc này thì được bao nhiêu tháng tuổi thì nó sẽ đi vào sinh sản hả chị? Đối với con cày với mốc này khi đến cái lứa tuổi sinh sản thì tầm 10 đến 12 tháng. Dạ, 10 đến 12 tháng là bắt đầu đi vào phối giống lứa đầu đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì như con trồn này thì nó mang thai trong vòng bao nhiêu tháng thì nó sẽ đi vào, thì nó sẽ sinh sản ạ? Đối với con trồn mốc này cái thời gian mà sinh sản, thời gian mà mang thai của nó thì trên 2 tháng. Thì nó sẽ đi vào sinh sản đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì một năm nó sẽ sinh sản được mấy lứa ạ? Đối với con trồn mốc này thì một năm nó sẽ sinh sản là 2 lứa. Mỗi lứa trung bình thì nó được khoảng bao nhiêu con ạ? Mỗi lứa sinh sản của nó là tầm từ 3 đến 5 con. Dạ. Vậy là như con này thì nó sẽ nuôi con trong khoảng thời gian bao lâu hả chị? Nó nuôi thời gian từ 1 đến 2 tháng đầu. 1 đến 2 tháng và đầu. Từ 3 tháng thì mình có thể là tách riêng. Đối với cái con sinh sản 1 đến 2 tháng ấy thì mình có thể là 2 tháng là mình tách riêng được rồi. Và khi đó là nó từ biết liệm cháo hoặc là gầm cái trái cây. Dạ. Vậy thì đến khi giai đoạn nào thì mình sẽ bắt đầu chăn nuôi theo chế độ sinh sản và thương phẩm ạ? Đối với 3 tháng là mình có thể là nuôi theo chế độ sinh sản và thương phẩm được. Dạ. Vậy thì mình có thể chia sẻ cho bà con được biết về cái chế độ chăn sinh sản và thương phẩm nó có gì giống và khác nhau không ạ? Đối với cái nuôi thương phẩm và nuôi sinh sản thì nuôi thương phẩm thì mình sẽ cho ăn ngày 3 đến 4 lần trong một ngày. Và nuôi sinh sản thì mình chỉ cho ăn 2 lần trên một ngày. Sáng thì mình cho ăn trái cây, ví dụ như là thanh long hoặc là chuối hoặc là đu đủ. Còn buổi chiều thì mình cho ăn thêm cháo, một chén cháo như là cháo cá, cháo thịt hoặc cháo củ cánh gà. Dạ. Vậy thì cái lượng thịt để nấu cháo đấy thì mình cho có nhiều không chị? Đối với một kỷ thịt thì mình có thể là nuôi 4 đến 50 con. Là mình cũng nấu cháo ra giống như là cháo người vậy. Và chiều thì mình sẽ cho ăn một chén như vậy. Dạ. Còn đó là sinh sản. Còn với thương phẩm thì mình có thể là cho ăn nhiều lần trong một ngày. Tức là vẫn những cái thức ăn như thế đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì đối với cái nguồn thức ăn của nó thì mình có lưu ý gì không ạ? Đối với thức ăn của nó thì mình phải thức ăn của nó là phải sạch, đảm bảo là không được thuốc bảo quản thuốc trừ sâu hoặc là không cho ăn dập hoặc thổi nát. Như thế là nó đã đủ điều kiện để mình chăn nuôi con trồn mốc lớn này đúng không ạ? Dạ đúng. Vậy thì như con trồn mốc lớn này thì trong suốt quá trình chị chăn nuôi thì chị thấy nó có dịch bệnh gì không ạ? Đối với cái loài trồn này là nó là động vật hoang dã nên là nó không có bao giờ có dịch bệnh. Đối với cái thức ăn của cái con trồn này thì bà con phải cẩn thận cho tôi là cái đảm bảo cái nguồn thức ăn không có bị bảo quản thuốc thực vật hoặc là không tránh những cái nấm ẩm mốc hoặc bị ôi ăn không đảm bảo đúng không ạ? Ôi siêu không đảm bảo thì gần như là con trồn này nó sẽ rất là khỏe mạnh đúng không chị? Dạ vâng. Dạ. Vậy thì đối với bà con là người mới chăn nuôi hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm mà muốn chăn nuôi cái con trồn mốc lớn này thì chị Ngân có cái lời khuyên nào cho bà con không ạ? Đối với bà con mà bắt đầu chăn nuôi hoặc là đang tìm hiểu thì bà con có thể là gọi truyền trực tiếp đến vợ chồng tôi hoặc là đến trang trại chúng tôi sẽ được bên trang trại chúng tôi sẽ có đội ngũ kỹ thuật
để chia sẻ và cái cách chia sẻ chăm sóc cái kỹ thuật chăn nuôi trước và sau khi bà con bắt giống. Dạ. Và hiện tại thì nếu như bà con nào đang có ý định là muốn chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này thì có thể liên hệ trực tiếp cho chị Ngân hoặc là đến trực tiếp trang trại chị để được chị tư vấn cũng như hỗ trợ bà con để đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình bà con chăn nuôi đến khi bà con chăn nuôi thành công.